nhằm tạo chuyển biến căn bản toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục và phát triển con người Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông với chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh được xã hội đồng thuận và đánh giá cao. Năm 1987, giáo sư Phạm Minh Hạc trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã quyết định cho biên soạn hai bộ sách giáo khoa với hai môn Toán, Ngữ, Văn dùng cho bậc trung học phổ thông. Tồn tại song hành trong hơn 10 năm, hai bộ sách giáo khoa đã mang lại hiệu quả không nhỏ với cả người dạy và học. Các nơi sử dụng hai bộ sách thì tìm cái gì hay của bộ sách này thì dùng, và cái gì hay của bộ sách kia thì bổ sung. Thì ở chúng tôi sau đó có theo dõi một số địa phương, nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì các nhà giáo rất là hoan nghênh. Và cái tư tưởng là một chương trình mà nhiều bộ sách giáo khoa, tức là 2, 3, 4 bộ đấy, là một kinh nghiệm hay. Đề án một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa mới đây được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng hướng tới mục đích như vậy. Sẽ không còn tình trạng duy nhất một bộ sách giáo khoa do nhà xuất bản giáo dục độc quyền phát hành nữa, mà theo đề án, trong năm học 2018-2019 sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa do nhiều đơn vị biên soạn dựa trên một khung chương trình chuẩn. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế của nền giáo dục tiên tiến. Nếu mà có nhiều người tham gia viết sách giáo khoa, nhiều tổ chức tham gia xuất bản sách giáo khoa, thì tôi tin là sẽ có một cái cuộc cạnh tranh về chất lượng. Và sách giáo khoa mà chúng ta chọn ra sẽ là những cái bộ sách tốt hơn cả về nội dung lẫn hình thức. Tuy nhiên, để mà chúng ta thực hiện được cái chủ trương này đấy thì cũng không phải là dễ. Để đảm bảo kịp tiến độ trong đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm lập một hội đồng biên soạn một bộ sách. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này vẫn nhiều băn khoăn về việc làm thế nào để tạo một sân chơi bình đẳng giữa các đơn vị viết sách, làm thế nào để tránh tình trạng con đẻ con nuôi. Theo nhiều chuyên gia, cần phải có những chính sách công khai minh bạch, khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia viết sách thực sự chất lượng. Tôi nghĩ là ở đây phải có những chính sách thỏa đáng, cách tổ chức hợp lý, không thiên vị, không bản vị, không cá nhân, làm sao động viên được cái trí tuệ của các nhà khoa học, của các bộ môn, cũng như các nhà giáo, các nhà khoa học giáo dục, cũng như là khoa học cơ bản, súng vào để thực hiện một công việc hết sức có ý nghĩa cho tương lai của dân tộc ta. Viết sách giáo khoa là công việc tỉ mỉ và khó khăn. Thời điểm hiện tại đã là tháng 4 năm 2015. Theo Bộ Giáo dục, đến tháng 6 năm 2016, khung chương trình chuẩn mới hoàn thành. Sau khi có khung chương trình mới bắt tay vào viết sách, còn phải có thời gian chạy thử, kiểm định chất lượng. Vì vậy, để cán đích năm học 2018-2019, phải có những bộ sách giáo khoa mới là chặng đường không dễ dàng.